Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu, con cái là của trời cho, có nghĩa con cái chính là lộc trời ban cha mẹ. Mọi em bé sinh ra đều ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cha mẹ. Theo tử vi học, các nhà phong thủy chỉ ra rằng có những em bé trời định sẽ mang số mệnh quý nhân, không chỉ được hưởng phúc phần trời ban mà còn có thể đem lại may mắn cho cả gia đình. Vậy các em bé đó thuộc con giáp nào thì mang lại may mắn, phú quý và giàu sang cả đời cho các đấng sinh thành? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên, em bé tuổi Thìn. Người mang mệnh rồng từ xưa tới nay luôn nhận được vượng khí dồi dào. Ngay từ khi lọt lòng, người sinh năm Thìn đã hưởng các năng lượng tích cực, được nhiều sao tốt chiếu mệnh. Con giáp này thân phận cao quý, trời sinh ra để làm nghiệp lớn. Nếu rồng đầu thai trúng nhà ai, nhà đó sẽ được hưởng tài lộc viên mãn. Nhất là với cha mẹ thuộc bộ tam hợp, thân, tí, thìn, nếu sinh con mệnh rồng sẽ càng phất cao. Em bé tuổi Thìn không chỉ là quý nhân của cha mẹ, mà khi trưởng thành còn có công danh rực rỡ. Bất kể làm việc gì, người tuổi Thìn cũng thành công. Thậm chí, em bé sinh năm rồng sẽ thực hiện được sự thông minh, tài năng vượt trội hơn hẳn, mang lại cho bản mệnh cuộc sống sung túc, giàu sang. 2. Em bé tuổi Hợi. Tuổi Hợi là con giáp vừa sinh ra đã có cát tinh chiếu mệnh. Người tuổi Hợi dù gặp hung cũng hóa cát, gặp nguy thành an. Vận lố của người tuổi Hợi vô cùng tươi sáng. Không chỉ tự bản thân gặp may mắn, con giáp này cũng có thể trở thành quý nhân cho những người xung quanh. Nếu sinh con tuổi Hợi, đặc biệt là vào các ngày mùng 8, 18, 28 âm lịch thì bố mẹ sẽ như đón phúc tinh về nhà. Sinh con tuổi Hợi không chỉ có bản mệnh thuận buồm xuôi gió mà còn là thần tài của gia đình. Sinh con tuổi Hợi, bố mẹ sẽ nhận được lộc về sức khỏe, công danh, tài vận trong nhà cũng được lên hương trông thấy. Em bé tuổi Mão. Đây được xem là một trong những con giáp đại phú, đại quý, tốt lành và hợp với bố mẹ nhất. Nhưng đứa trẻ tuổi Mão thường rất thông minh, điềm tĩnh, luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn và đặc biệt thường gặp nhiều vận may trong cuộc sống. Khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, con giáp này sẽ bộc lộ được sự độc lập và sẵn sàng đối mặt với thách thức, chuyển hung thành cát, giành thế chủ động. Trên thực tế, khi sinh con rơi vào năm Mão, cha mẹ phần nào đã được hưởng phúc khi an lành cho đứa con mang đến. Đến khi về già, có khi còn thừa hưởng được nhiều lộc trời cho. Về việc nuôi dạy những đứa trẻ tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi. Khi ra đời, chúng được trời ban phú cho trí tuệ thông minh và lanh lợi, học một hiểu mười. Học đến đâu, biết thực hành đến đó. Khi trưởng thành, cha mẹ lại không cần bận lòng quá nhiều. Vì với bản tính ôn hòa, suy nghĩ thấu đáo, chúng sẽ nhanh chóng nhận được mọi yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Em bé tuổi Ngọ. Bẩm sinh tuổi Ngọ là những người hào sảng, phóng khoáng. Con giáp này có sự cầu tiến, cầu hoàn toàn cao so với các con giáp khác. Ngọ là đại diện cho sự lạc quan, tự do và luôn sống hết mình. Gia đình có con cái sinh năm Ngọ sẽ nhận được vận may mạnh mẽ về mọi mặt. Không chỉ sức khỏe dồi dào, tài lộc, vận trình thăng tiến cũng nổi bật không đáng kể. Sinh được em bé tuổi Ngọ, gia đình không dễ định hướng vì con giáp này có chủ kiến cao. Thế nhưng con giáp này luôn đặt người thân lên trên hết. Tài lộc, phúc khí có được, Ngọ đều lan tỏa rộng khắp xung quanh. Không chỉ bố được nhờ may mắn của con giáp này mà bạn bè, thân tín đều hưởng chung vượng. Ngọ thành đạt sớm, nhưng em bé tuổi Ngọ còn sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, hứa hẹn sẽ là nhân tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Em bé tuổi Tuất. Tuổi Tuất là con giáp vô cùng tình cảm. Con giáp này ngay từ khi sinh ra đã được nhận năng lượng yêu thương lớn. Như thể bù đắp lại, Tuất cũng mang đến phúc khí cho đấng sinh thành. Sinh con tuổi Tuất, tài vận của cha mẹ tăng theo cấp số nhân.
lộc sức khỏe, lộc công danh đều vị thế song toàn. Con giáp này còn thu hút tiền tài là thần hộ mệnh của gia tộc. Cha mẹ muốn sinh con tuổi Tuất, tình cảm càng đi lên, thăng hoa và gắn bó bền chặt. Bản thân những em bé sinh vào con giáp này khi lớn lên cũng đạt được nhiều thành tựu. Em bé tuổi Tuất sau này sẽ có cuộc sống giàu có, dư giả cả về mặt thể chất và tinh thần. Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp mang lại may mắn cho cha mẹ. Cũng như những đứa trẻ cầm tinh con mèo, các bé tuổi Gà sở hữu trí thông minh lanh lợi và tài giỏi. Không những thế, bổn mệnh của chúng chứa kim, tức là mang cho mình tiền tài hanh thông, phúc lộc vô số. Nếu kết hợp với bố mẹ mang mệnh thủy thì chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của bố mẹ thịnh vượng và thúc đẩy tài lộc cho gia đình. Trường hợp bố mẹ là những người buôn bán hoặc làm ăn kinh doanh, bất kể lớn nhỏ, thì những đứa con tuổi Dậu lại được ví như hổ chắc thêm cánh, giúp cho công việc của bố mẹ ngày càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, nếu đứa con tuổi Dậu là con út, thì từ lúc sinh ra đến lúc bố mẹ qua đời, thì cả gia đình cũng có của ăn và sống hạnh phúc. Quý vị thân mến, con cái chính là tài sản lớn của cha mẹ. Bởi vậy, ngay từ đầu lập gia đình cho đến khi tính chuyện sinh con đẻ cái, chắc hẳn bất kỳ ai cũng có những câu hỏi như: theo tôi, tình yêu mấy con là hợp lý? Hay sinh con là tuổi gì để hợp? Mệnh cho cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc, sum vầy, đắc tài. Hiểu được tâm lý đó của quý vị khán giả, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ giải đáp những thắc mắc trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Tý sinh một con. Tý là con giáp thủy chung, sống trung thực và có trách nhiệm đối với cả gia đình của mình. Tuy nhiên, Tý là người sống giàu tình cảm nên dễ bị xúc động, rối loạn khi gặp khó khăn, gia đình chỉ bất đồng, cãi vã. Do đó, Tý chỉ nên có một con, đứa con sẽ giúp Tý điều chỉnh cảm xúc, vui vẻ, mạnh mẽ hơn. Tập trung nuôi dạy một con sẽ giúp cả Tý lẫn đứa trẻ đều phát triển tốt trong tương lai. Tuổi Sửu có thể sinh càng nhiều con càng tốt. Sửu là một con giáp sống tình cảm nên khi có con, họ nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu, sự nồng ấm và hiểu biết tinh thông của mình. Trong số 12 con giáp, Sửu là người an nhàn nhất. Con cái không cần dạy dỗ nhiều lần, vẫn thông minh, lanh lợi, ngoan ngoãn, lớn lên thành tài. Vì thế, Sửu đẻ càng nhiều con càng lộc, gia đình hòa thuận, vui vẻ và giàu có. Bố mẹ tuổi Sửu nên sinh con tuổi Dần, Tý, Dậu là hợp nhất. Những đứa trẻ này sẽ luôn đem đến bất ngờ cho bố mẹ. Người tuổi Dần vốn dĩ đã mang cho mình vận mệnh may mắn trời ban, hơn thế nữa với bản tính mạnh mẽ và đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi có con, họ sẽ truyền hết những phúc khí ấy cho chúng. Thật tuyệt vời nếu như Dần sinh được 5 đứa con, chúng sẽ cùng Dần xây dựng một gia đình lớn mạnh và viên mãn. Tuổi Mão nên sinh 2 con. Tuổi Mão vốn rất năng động nhưng bản tính hơi ích kỷ, sống cầu thị, xa hoa và ít khi chịu nghe lời khuyên của người khác. Do đó, khi sinh một đứa con, nó vẫn chưa thể nào áp đảo được vía của thần tài. Chỉ khi sinh được đứa đôi thì mới có thể thay đổi được. 2 con, Mão sẽ bình tâm, tu trí làm ăn hơn, có trách nhiệm và tiết kiệm tiền bạc. Tuổi Mão nên sinh con tuổi Mùi, Thân để chúng ra ngoài thông minh, có mối quan hệ mật thiết với bố mẹ. Tuổi Thìn nên sinh 3 con. Người tuổi Thìn biết rằng tương lai của mình sẽ ra sao vì đều có sự tác động của con gái. Người tuổi Thìn luôn biết rằng tương lai của mình ra sao đều có sự tác động từ con cái. Vì thế, họ luôn chăm sóc các con chu đáo từ tấm bé với tấm lòng từ bi, mong cho chúng lớn lên mạnh khỏe, có thể tự do làm điều mình thích. Người tuổi Thìn thích hợp nhất là có 3 con để chúng có anh, chị em, hòa thuận, bảo ban nhau làm ăn, báo hiếu cha mẹ. Thìn nên sinh con tuổi Mão, Thân, Tỵ vì chúng rất hợp với Thìn và sẽ đem đến nhiều niềm vui cho bố mẹ. Tuổi Tỵ nên sinh một con. Tuổi Tỵ luôn có tham vọng, luôn khát khao được làm nhiều điều lớn lao, thậm chí cả trong chuyện gia đình, chồng con cũng vậy. Họ muốn con mình phải thật thông minh, giỏi giang, lớn lên thành tài để họ nở may, nở mặt. Chính vì lẽ đó mà Tỵ chỉ nên có một con thì mới tập trung nuôi dạy chúng sao cho chu đáo được. Bố mẹ tuổi Tỵ sinh con Hợi, Tuất là thích hợp nhất. Tuổi Ngọ nên sinh 2 con. Tuổi Ngọ khi trưởng thành vẫn còn ham chơi, thích ngao du đây đó mà không chịu ngồi yên một chỗ. Thế nhưng đó cũng chính là điểm yếu khiến tài vận của tuổi Ngọ không mấy tốt đẹp. Theo tử vi, Ngọ nên sinh 2 con, chúng sẽ là kìm chân của Ngọ lại, giúp Ngọ thay đổi vận mệnh, chững chạc và kiếm được nhiều tiền hơn.
tuổi ngọ nên sinh con tuổi tuất, hợi thì chúng sẽ rất có hiếu, thân thiện và biết giúp đỡ bố mẹ. Tuổi mùi có thể sinh từ 4 đến 5 con. Người tuổi mùi chính là tuyếp người của gia đình, họ sẵn sàng đầu tư hết thời gian, tiền bạc để nuôi con khỏe mạnh, khôn lớn. Vì thế, mùi đẻ càng nhiều con thì càng tốn. Từ 4 đến 5 bé thì vận mệnh của tuổi mùi sẽ vô cùng tươi sáng. Chúng có nền tảng vững chắc, lớn lên là niềm tự hào cho bố mẹ. Tuổi thân nên sinh 2 con. Những người tuổi thân vốn rất tích cực, vui vẻ, sống biết vị trí của mình ở đâu. Tuy nhiên, thời trẻ thân phải đối mặt với nhiều khó khăn, phải đến khi kết hôn, sinh con thì vận mệnh mới thay đổi được. Khi có một con thì cuộc đời thân sẽ khấm khá hơn một chút, tiền kiếm được đủ ăn tiêu, nhưng khi sinh thêm đứa con thứ hai, tài lộc, may mắn sẽ ùn ùn kéo tới, khiến tuổi thân cảm thấy choáng ngợp. Thân nên đẻ con có tuổi Tý, Ngọ, Tuất sẽ rất phù hợp với bản mệnh của cha mẹ. Tuổi Dậu nên sinh 3 con. Người tuổi Dậu cũng có thiên hướng về gia đình, họ thích bỏ qua những tất bật ngoài xã hội để dành trọn thời gian nuôi dạy con cái. Người tuổi Dậu sinh 3 con sẽ rất tốt, gia đình ấm êm, thu hút lộc lá. Con cái của người tuổi Dậu cũng sẽ có phẩm chất tốt, lớn lên có gia tài bạc tỷ và rất hiếu thảo đối với cha mẹ. Tuổi Dậu nên đẻ con tuổi Thìn, Mùi, Thân là sẽ hưởng phúc lộc ngập tràn. Tuổi Tuất nên sinh 2 con. Trong số 12 con giáp, người tuổi Tuất là người hiền lành, mẫu mực, có ước mơ và sẵn sàng mọi cách để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ vì quá tham công tiếc việc nên họ có ít thời gian dành cho gia đình. Do vậy, tuổi Tuất chỉ nên có một con mới tốt. Đứa bé được hưởng đầy đủ tình yêu thương của Tuất mà lớn khỏe. Tuổi Tuất rất hợp với tuổi Hợi. Tuổi Hợi nên sinh 4 con. Người tuổi Hợi là con giáp sinh ra đã may mắn, làm gì cũng hanh thông tốt đẹp nên tất nhiên những đứa con của tuổi Hợi cũng được hưởng phúc mà cuộc đời sung sướng, dễ dàng hơn bất cứ ai. Theo đó, Hợi sinh 4 con là đẹp nhất, nhà cửa đông vui, ngập tràn tiếng cười. Người tuổi Hợi để con tuổi nào cũng hợp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.